Tài xin chào tất cả quý anh chị cô chú ha, cũng xin chào tất cả những anh chị đồng nghiệp ha. Thì hiện tại tài đang đứng ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để gửi đến cho quý anh chị và cô chú một lô đất có tổng diện tích là 1025 m2 và trong đó mình có được 30 m mặt tiền ha. Và lô đất của mình thì mặt tiền đường nhựa. À, khu dân cư trong đó mình có sẵn 100 mét thổ cư thì lô đất của mình á mặt tiền từ đây và chạy qua bên này 30 mét nha quý anh chị và chiều dài á thì được 34 m đó ở phía sau cũng là 30 mét không bị tấp hậu ha à, đất của mình thì vuông vức à, đất thì hướng nam đó Nằm ngay uh, uh, trung tâm của xã Bình Ba ha Từ cái vị trí lô đất mà quý anh chị uh, đi ra lại Ủy uh, ban xã, trường uh, tiểu học, trường trung học uh, Ở Bình Ba thì uh, tầm bán kính tầm 700m đổ lui thôi ha Đó. Thì đất của mình uh, thì uh, rất là bằng phẳng Và trên đất hiện tại thì chủ không trồng cái gì hết nha quý anh chị Đó và Tài cũng nói luôn cái giá Để cho quý anh chị xem đỡ mất thời gian ha Giá được chủ gửi bán với giá là 4 tỷ 170 triệu ha Thì tính ra một mét ngang Thì rơi khoảng vào là 139 triệu một mét ngang ha Đó đất của mình thì hướng đông Hướng đông Và đất của mình á thì băng đường Đất thì đất đỏ Ba Giang đất này á thì quý anh chị mua về mình làm nhà vườn mình trồng cây ăn trái sầu riêng chôm chôm bưởi măng cục và rất là nhiều cây ăn trái thì rất là tốt ha cái đất này thì rất thích hợp để quý anh chị trồng làm nhà vườn để trồng ở phía bên kia thì có một cái căn biệt thự của đó quý anh chị rất là lớn tại vì bữa tài đi quay mà cái phờ lấy cam á, bay không để ý á, nó dính cái đọt cây rồi nên á, giờ quay không có cái phờ lây cam để cho quý anh chị nhìn tổng quát ở trên cao á, xung quanh cái lô đất á, thì mong anh chị và cô chú cũng thông cảm ha để vài bữa chốt được lô đất có tiền mua cái phờ lấy cam mới rồi quay cho anh quý anh chị xem ha thì cái hướng này cái hướng này thì quý anh chị đi ra lại khu nghiệp Sonology của suy nghệ ha từ cái vị trí lô đất mà quý anh chị đi lên khu nghiệp Sonology của suy nghệ thì rơi khoảng vào tầm hai cây rưỡi số ha nếu như quý anh chị ở thành phố Vũng Tàu mà đi về xem đất thì khá là gần khoảng tầm 28 km là tới rồi còn thành phố Hồ Chí Minh mà về xem lô này thì tầm khoảng 50 km quý anh chị đi cái đường suy nghĩa mình đi xuống cao tốc mình đi về đường suy nghĩa đường số 1 á thì về cái lô đất này rất là gần hướng này quý anh chị đi thẳng là đi ra cái đường đình hầu của suối nghĩa là mình chạy về được cái đường số 1 luôn đó còn cái hướng ngược lại nữa nè thì quý anh chị chạy ra và rẽ tay phải là mình đi ra lại chợ ủy ban xã của Bình Ba ha. Thì uh, quý anh chị nào quan tâm về thửa đất ngày hôm nay thì uh, hãy liên hệ cho tài uh, theo số điện thoại tài để trên bàn uh, trên uh, video ha. Và thêm một thông tin về cái thửa đất hôm nay á là cái uh, đường này thì uh, sắp tới nhà nước sẽ đổ nhựa lại nha quý anh chị. Thì một bên đổ vào thêm một mét rưỡi nữa thì. Uh, là cái đất của mình á, thì không 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 có ảnh hưởng gì hết nha quý anh chị tại vì cái ranh giới cái mặt đường hồi xưa là đã 7 mét rồi mà ở huyện hồi đó làm cái mặt đường là chỉ có ba mét rưỡi thôi thì giờ người ta nông lớn ra đó, nhà nước nông lớn ra không ảnh hưởng gì tới cái thửa đất của mình nha quý anh chị đó là thông tin của chủ cung cấp cho cho cho, cho tài đó sau đây tài xin gửi cho quý anh chị sổ cũng như thông tin về giấy tờ bản đồ test quy hoạch cho quý anh chị được xem ha đây là sổ của thừa đất như quý anh chị tờ 75 thửa 289 diện tích là 1024 mét vuông còn đây thì sơ đồ của thừa đất quy hoạch ngang 30 và chiều dài thì 34 mét như quý anh chị trong đó mình có trăm thủ cư. Đây, đây là vị trí của thửa đất của mình nha quý anh chị. Đó. Hình dáng của thửa đất của mình. Và di chuyển theo trục đường trục đường này thì quý anh chị có thể đi về khu nghiệp Sonargy ha khu công nghiệp Sonaraji và cũng như mình đi về ủy ban xã suy nghĩ ha ở đây thì nói chung là đầy đủ tiền ít hết quý anh chị Đó, đồi cù à, cùng khu nghiệp Sonaraji sân gôn châu đức Đó. giao thông ở đây thì rất là thuận lợi rồi còn nếu như quý anh chị đi ra lại quốc lộ 56B thì à quốc lộ 56 thì cũng khá là gần quý anh chị ha. Tầm đâu đó khoảng một cái rưỡi số ha. ra đây thì uh, trung tâm này. Chợ này, đường chợ mới. Rồi uh, công ty cổ phần cao su Bà Rịa, trường tiểu học Bình Ba. Đó. nếu như mà mình đi về uh, ngã giao thì uh, nó rơi uh, tầm khoảng ba uh, cây, ba cây số quý anh chị ha thì xung quanh thì khu dân cư cũng khá là đông đó quý anh chị nào quan tâm về thửa đất ngày hôm nay thì liên hệ cho tài theo số điện thoại tài để trên màn hình ha quý anh chị nào có đất cần bán hoặc là muốn tìm đất theo nhu cầu như thế nào thì liên hệ cho tài tài sẽ à gửi những cái mảnh đất à, đúng nhu cầu để cho quý anh chị à, được tham khảo và mình chọn lựa để mình à, mua một mảnh đất ha. Quý anh chị xem video thì nhớ bấm nút đăng ký kênh cũng như nút like để giúp kênh của tài càng ngày càng phát triển. À, tài cũng xin phép kết thúc video. Hẹn quý anh chị cô chú ở những video kế tiếp ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đức Tài Bất động sản xin kính chào quý khách tự hào là đơn vị uy tín về bất động sản. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi nhà đất, đất nền, đất dự án, đất xây dựng nhà xưởng, đất mặt tiền kinh doanh, nhà sổ chung, sổ riêng, hợp thức hóa giấy tờ nhà đất, hỗ trợ tài chính, tư vấn đầu tư bất động sản, tìm đất theo yêu cầu. Với phương châm mua chữ tín, bán niềm tin, cùng phong cách phục vụ, vụ chu đáo nhiệt tình, quy trình thủ tục nhanh chóng, minh bạch, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ hoàn hảo với giá thành tốt nhất thị trường. Chi tiết liên hệ hotline Mr. Tài 098 72 72 506 Đức Tài bất động sản, đầu tư đúng hướng, khởi sinh thịnh vườn. Xin trân trọng cảm ơn.